Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4, một mặt khẳng định những kết quả tích cực về phát triển kinh tế, đồng thời cho biết sẽ hết sức quan tâm tới phòng chống tiêu cực tham nhũng và giải quyết các vấn đề xã hội. Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu tăng cường kênh thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tiếp cận thị trường của nhau. Trải nghiệm thực tế ảo để tìm hiểu về lịch sử, vẻ đẹp kiến trúc và văn hóa triều Nguyễn cách đây 200-300 năm. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 5, Chính phủ đã bắt đầu họp phiên thường kỳ tháng 4, một mặt khẳng định những kết quả rất tích cực về phát triển kinh tế từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại và khẳng định Chính phủ không chỉ lo phát triển kinh tế mà cũng hết sức quan tâm tới phòng chống tiêu cực, tham nhũng và giải quyết các vấn đề xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, qua 1/3 chặng đường của năm nay, nhất là xuất khẩu và du lịch trong tháng 4 và 4 tháng vừa qua đã phát triển rất tích cực, đạt mức tăng trưởng từ 20 đến 30%, xuất siêu gần 3,4 tỷ đô la Mỹ, còn thu ngân sách tăng 12% so với cùng kỳ. Dự trữ ngoại hối đã lên đến 63 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là trong 2 năm 4 tháng vừa qua, dự trữ ngoại hối đã tăng lên gần gấp đôi và điều đáng mừng là chỉ số giá tiêu dùng vẫn ở mức thấp. Trong 4 tháng qua, cả nước đã có thêm 41.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 11.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Thủ tướng cũng biểu dương Hải Phòng đã khởi tố vụ thuốc ung thư Vinaca làm từ bột than tre và Đắk Nông đã khởi tố vụ vỏ cà phê nhuộm than pin. Đồng thời khẳng định, chính phủ không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế mà cũng rất quan tâm tới phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các vấn đề xã hội. Chính phủ chúng ta đã làm hết sức mình để xử lý quyết liệt nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm như vụ ABG, vụ dự án đất đai tại Đà Nẵng, vụ Vũ Nhôm, Quốc Trọng, vụ đánh bạc trên Internet. Trách nhiệm của chính phủ phát biểu về quan điểm này rất rõ ràng. Để xử lý tiêu cực tham nhũng, những vấn đề đặt ra mà nhân dân quan tâm. Chứ không phải chúng ta chỉ nói về kinh tế xã hội. Chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, rồi hành động của chính phủ, đây cũng là một cái điều kiện quan trọng để tạo nên một không khí mới trong đấu tranh phòng chống tiêu cực tham nhũng. Và nếu như chúng ta không quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, chúng ta mất niềm tin và không bao giờ tạo được môi trường bình đẳng công khai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu lên thực trạng, trong lúc nhiều bộ và địa phương đang cải cách quyết liệt để thu hút đầu tư, nhưng cũng có những bộ còn chậm cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, chậm cải cách và có địa phương còn gây khó dễ cho nhà đầu tư. Trong khi đó, chỉ số tham gia thị trường của các doanh nghiệp của Việt Nam đứng thứ 123 trên 190 nền kinh tế. Còn rời thị trường cũng gặp khó khăn nên chỉ số về phá sản doanh nghiệp đứng thứ 129. Bên cạnh đó là nhiều khoản phí, lệ phí còn cao, nhất là chi phí logistics và kiểm tra chuyên ngành. Cũng tại phiên họp này, Chính phủ đã nhất trí sẽ xây dựng dự án luật đầu tư theo hình thức công tư và sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp giữa năm sau. Cũng tại phiên họp Chính phủ chiều ngày 3 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định sẽ tiếp tục gia hạn miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của 5 nước Tây Âu thêm 3 năm nữa. Theo đó, thì công dân từ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia sẽ tiếp tục được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam đến năm 2020, thay vì thời hạn chỉ đến tháng 7 năm nay. Hết thời điểm này, chính phủ sẽ tổng kết lại chính sách đơn phương miễn thị thực nhập cảnh, cũng như đánh giá lại việc thí điểm thị thực điện tử trước khi có chính sách mới về vấn đề này. Thủ tướng khẳng định, tinh thần là phải tiếp tục mở rộng việc miễn thị thực nhập cảnh và hiện Việt Nam mới đơn phương miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 24 nước, trong đó có 9 nước ASEAN, còn các nước xung quanh đã miễn cho rất nhiều nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Công an và Bộ Ngoại giao nghiên cứu những tồn tại của việc cấp thị thực điện tử để báo cáo Thủ tướng, đi cùng với nghiên cứu để sửa đổi một số điều của luật xuất nhập cảnh. Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính JP Morgan của Hoa Kỳ Jamie Dimon vào chiều ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Việt Nam đang tái cơ cấu nền kinh tế nên rất cần những đối tác lớn như là JP Morgan.
Thủ tướng đã nhấn mạnh, bên cạnh chiến lược tăng trưởng cao trong thời gian tới, thì các tổ chức tài chính quốc tế lớn trên thế giới đều đánh giá kinh tế Việt Nam phát triển tích cực ổn định. Cùng với việc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN luôn đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và chính phủ đang đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và hàng không, thì đây là các tiền đề và cơ hội lớn cho các nhà đầu tư quốc tế JP Morgan tăng cường đầu tư vào Việt Nam và trở thành nhà đầu tư chiến lược của các doanh nghiệp này. Chủ tịch Tập đoàn Tài chính JP Morgan đã đánh giá, chính phủ Việt Nam đang đi hết sức đúng hướng trong phát triển kinh tế, nhất là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và cổ phần hóa. Do đó, JP Morgan sẵn sàng tham gia vào quá trình này. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, chiều ngày 5 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri phường Tân Phú, quận Cái Răng. Những vấn đề mà các cử tri ở đây nêu lên như là đấu tranh phòng chống tham nhũng, việc đổi mới, giáo dục và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đều được người đứng đầu Quốc hội giải đáp. Nêu lên những bức xúc từ sự việc cà phê nhuộm pin, cử tri quận Cái Răng bày tỏ lo ngại trước tình trạng mất an toàn thực phẩm hiện rất nghiêm trọng và đang trở thành quốc nạn khi có doanh nghiệp phớt lờ quy định của pháp luật. Bây giờ tình hình cái hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng quá nhiều, cho nên đề nghị Quốc hội cũng nên xem xét cái vấn đề này. Về là hàng quá chất gây là giết người hàng loạt, cái chiến tranh là từ thế giới là có thể là súng đạn chết những người là lớn, còn cái này là cái trẻ em trong bụng có thể chết luôn, quá chất. Và bản thân tôi và bà con ngồi đây đã bị quá chất chưa hay. Thì góp ý Quốc hội đợt này chỉnh sửa cái luật này giết người hàng loạt, chứ không phải là để hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Hóa chất độc hại, an toàn thực phẩm, giết người hàng loạt vậy đó. Vấn đề là bây giờ là áp dụng pháp luật như thế nào thôi. Tòa xử đưa nó vào cái khung nào, hình phạt nào thôi. Chứ có hết rồi. Cái này Quốc hội rất là quan tâm. Lần nào cũng nói vấn đề phân giả, thuốc trừ sâu giả. Đó. Chia sẻ với những ý kiến của cử tri về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa rồi, một số vụ việc điển hình đã được công khai xét xử, cùng với các quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tạo niềm tin lớn trong nhân dân về chủ trương chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Lần này, cùng với xem xét sửa đổi bổ sung luật phòng chống tham nhũng, Quốc hội cũng sẽ xem xét tư cách của những đại biểu vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi vào thực thi được khoảng 1.5 năm, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu đã mang lại những kết quả được đánh giá là tích cực. Kim ngạch thương mại Nga, thị trường lớn nhất của Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam năm 2017 đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,2% so với năm 2017. Tuy nhiên, hai bên cùng đồng ý rằng FTA này có thể mang lại nhiều lợi ích hơn nữa nếu loại bỏ được một số rào cản. Trong đó nổi bật là việc thông tin và hiểu biết về thị trường của nhau vẫn chưa được thông suốt. Vấn đề này đang được các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai bên tháo gỡ như thế nào? Những kênh thông tin nào là hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp hai bên đã làm gì để tăng cường việc tạo các kênh thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tiếp cận thị trường của nhau. Tại Expo Việt Nam 2018 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 tới ngày 14 tháng 4 vừa qua, Liên bang Nga là khách mời danh dự với sự tham gia của hàng chục công ty hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực. Đây là sự hiện diện hoành tráng nhất của giới doanh nghiệp Nga và của cả Liên minh Kinh tế Á-Âu tại triển lãm quốc tế tại Việt Nam trong gần 30 năm trở lại đây. Trước đó, nhiều đoàn doanh nghiệp Nga và Liên minh Kinh tế Á-Âu đã có nhiều chuyến thăm Việt Nam, tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ doanh nghiệp. Những sự kiện thương mại đó thể hiện sự tiếp cận tích cực thị trường Việt Nam của giới doanh nghiệp Liên minh Kinh tế Á-Âu ngay từ đầu năm 2018. Chính phủ các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu đã trợ giúp giới doanh nghiệp của mình trong tiếp cận thị trường Việt Nam như thế nào? Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vasily Kosmakov, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Chào ông Vasily Osmakov, cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Ông có thể cho biết chính phủ Nga, cụ thể là Bộ Công Thương Liên bang Nga, đã có những biện pháp gì để các doanh nghiệp Nga biết về thị trường Việt Nam chúng tôi? Việt Nam là một thị trường rất quan trọng trong chiến lược xuất khẩu của Nga, là thị trường ưu tiên trong chương trình hỗ trợ xuất khẩu của Nga, việc ký Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu năm 2016, cũng như những văn kiện hợp tác công nghiệp ô tô đã tạo ra một nền tảng quan trọng cho việc xem Việt Nam là một cửa ngõ để vào thị trường ASEAN. Chính vì vậy, chúng tôi đã thực hiện những biện pháp hỗ trợ xuất khẩu tổng thể, xúc tiến việc tiếp cận thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Nga. Ví dụ như việc các doanh nghiệp Nga tham gia Expo Việt Nam 2018 được Bộ Công Thương Nga hỗ trợ tài chính hoàn toàn. Trung tâm xuất khẩu Nga thì tổ chức các đoàn doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ chi phí về logistics, giấy phép, v.v. khoảng gần 18 công cụ khác nhau. Và tất nhiên, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền về việc Việt Nam là thị trường tiềm năng, Việt Nam là cửa ngõ của Nga vào ASEAN. Ngày 10 tháng 4 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Nga đã giới thiệu khái niệm nhà thương mại Nga tại Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện này là gì đối với việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, thưa ông? Hiện nay chúng tôi đang triển khai một chương trình lớn với các nhà thương mại tại những thị trường ưu tiên. Việc nhà thương mại được mở ở Việt Nam là minh chứng rằng Việt Nam là thị trường rất quan trọng, rất triển vọng đối với Nga. Nó sẽ là một công cụ hiệu quả cho việc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Nga và Việt Nam. Theo ông thì chúng ta cần phải làm gì nữa để doanh nghiệp hai nước biết tốt hơn về thị trường của nhau? Cần phải bắt đầu từ việc hợp tác, tương hỗ, giao lưu giữa thanh thiếu niên hai nước mà đã được thực hiện rất tốt thời Xô Viết. Cần tăng cường hợp tác từ cấp độ đơn giản, đời thường đó, cho tới những cấp độ cao nhất, hiệp ước và hiệp định. Có rất nhiều cách để tìm hiểu về thị trường của nhau như là qua các cơ quan đại diện thương mại, tham gia triển lãm hay là hội chợ. Nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp tự tìm hiểu thông tin qua mạng, qua các website tiếng Nga, tiếng Anh hay là tiếng Việt. Và sau đây là câu chuyện về một website tiếng Nga đặc biệt chuyên về Việt Nam mà lại do những người bạn Nga sinh sống ở Nha Trang thực hiện. Tỉnh Quảng Trị đang chờ đầu tư. Sàn chứng khoán Hà Nội và Moscow ký thỏa thuận hợp tác. 7 nguyên nhân mua bất động sản tại Việt Nam. Những sự kiện du lịch ấn tượng trong tháng 4 tại Việt Nam. Đó chỉ là một số bài trong hàng trăm bài báo mà trang web Asia Việt Nam bằng tiếng Nga đã viết, dịch và đăng từ khi xuất hiện trên không gian mạng từ năm 2015. Hiện nay, Asia Việt Nam là trang tin tức điện tử chuyên về đề tài Việt Nam bằng tiếng Nga phổ biến nhất. Tin của trang này có thể tìm thấy trên tất cả các nguồn lớn của Nga như Rambler, Novosteka, Mediametrics. Điều đặc biệt là Asia Việt Nam do một nhóm thanh niên người Nga sinh sống tại Nha Trang sáng lập. Có rất nhiều trang mạng về Việt Nam, nhưng hầu hết chỉ hướng tới chủ đề du lịch. Những trang tin tức chuyên về Việt Nam tiếng Nga hầu như là không có. Vì vậy, chúng tôi quyết định thực hiện dự án này. Vì tin tức về Việt Nam có rất nhiều người Nga quan tâm, như các doanh nghiệp Nga, khách du lịch hay những người Nga sinh sống ở Việt Nam. Asia Việt Nam đăng những tin tức rất đa dạng về Việt Nam, về phong tục, tập quán các vùng, các thành phố, vùng miền của Việt Nam. Đặc biệt, Asia Việt Nam đăng rất nhiều thông tin về kinh tế, đầu tư, tiềm năng thị trường Việt Nam. Giới kinh doanh Nga đọc trang Asia Việt Nam rất nhiều. Vì thế, càng ngày, chúng tôi càng tăng số lượng tin tức liên quan đến kinh tế, đầu tư. Và chúng tôi cũng đăng tải quảng cáo cho giới kinh doanh. Chúng tôi rất muốn hợp tác cùng các đối tác Việt Nam, bởi vì càng ngày, càng nhiều người Nga muốn đầu tư vào Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh, mà chúng tôi thì muốn tương xứng với nhu cầu đó. Trang Asia Việt Nam hiện đang được duy trì nhờ quảng cáo. Với hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu ngày càng sôi động, những người sáng lập hy vọng Asia Việt Nam sẽ ngày càng được biết tới rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Các chuyên gia cho rằng website Asia Việt Nam là một kênh thông tin hữu ích về Việt Nam cho các doanh nghiệp Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung, Nga và cả Việt Nam nói riêng. Việc xây dựng nhiều website như vậy bằng tiếng Nga về Việt Nam dành cho các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu và bằng tiếng Việt về Liên minh Kinh tế Á-Âu cho người Việt Nam là rất cần thiết. Ngoài ra thì cũng cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác chiến lược trong giáo dục đào tạo giữa hai bên. Năm 2018, nước Nga cấp cho Việt Nam 958 suất học bổng. Tiếng Nga dần dần trở lại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, tiếng Việt cũng được dạy nhiều hơn tại các trường đại học Nga.
tại Việt Nam, việc đưa thông tin, văn học và sách báo Nga tới gần hơn với độc giả Việt Nam là một trong những hoạt động hai nước đang tích cực triển khai trong thời gian gần đây, như mở phòng đọc văn hóa Nga, khai trương trung tâm truy cập từ xa Thư viện Tổng thống Nga tại Hà Nội. Theo các nhà Việt Nam học và Nga học hai nước, để hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên bang Nga nói riêng, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung hiệu quả hơn, mang lại lợi ích nhiều hơn, cần tăng cường thời lượng trên truyền hình, báo chí hai nước về văn hóa, về đất nước, con người, về thị trường hai nước Nga và Việt Nam, cũng như tăng cường việc dịch ra tiếng Việt và tiếng Nga sách văn học, kinh tế, xã hội, phản ánh đời sống đương đại ở hai nước. Chuyển sang những nội dung khác, tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng tất cả các giao dịch chuyển nhượng sử dụng đất tại Vân Đồn đến khi Quốc hội thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Chỉ đạo này được Quảng Ninh đưa ra trong bối cảnh tình hình giao dịch chuyển nhượng sử dụng đất tại huyện Vân Đồn có những diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng cò đất đầu cơ thổi giá gây bất ổn tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn. Quảng Ninh sẽ mời đơn vị tư vấn nước ngoài điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế trước đây thành khu kinh tế Vân Đồn, những dự án cũ điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đối với các dự án sai phạm, Quảng Ninh sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Tất cả các dự án được tỉnh giao đất, các nhà đầu tư không được phân lô bán nền, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, ưu tiên cho các nhà đầu tư có năng lực. Trong phần tiếp theo của bản tin, Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công ca phẫu thuật cho một nam thanh niên có khối u nặng tới 43kg. Trải nghiệm thực tế ảo để tìm hiểu về lịch sử, vẻ đẹp kiến trúc và văn hóa Triều Nguyễn cách đây 200-300 năm. Tiếp tục những thông tin thời sự, Hội nghị Y học các nước Đông Nam Á đang diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày do Tổng hội Y học Việt Nam và các hội y học các nước Đông Nam Á tổ chức. Đây là hội nghị lần thứ 18 trong lịch sử 38 năm của Hội Y học các nước Đông Nam Á. Hội nghị quy tụ những gương mặt chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế, trực tiếp quyết định hoạt động chăm sóc sức khỏe cho 650 triệu người trong ASEAN. Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về việc đẩy mạnh chất lượng các bài báo khoa học về y khoa, đặc biệt là thống nhất chuẩn chất lượng nhằm tiến đến việc công nhận bằng cấp y khoa giữa các quốc gia trong khối ASEAN, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Mới đây, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cho một nam thanh niên có khối u to chưa từng có. Đó là trường hợp có khối u nặng tới 43kg, chiếm hơn một nửa trọng lượng của cơ thể bệnh nhân. Và để đảm bảo an toàn, tránh mất máu cho bệnh nhân, các bác sĩ đã bước đầu phẫu thuật cắt bỏ một nửa khối u. Vì khối u quá lớn nằm ở vị trí lưng, mông và bên chân trái, mà bệnh nhân 34 tuổi ở Nghệ An phải đi lại như thế này trong suốt mấy chục năm qua, và ngày càng ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, thường xuyên bị khó thở. Xác định đây là u xơ thần kinh, nặng hơn cả trọng lượng cơ thể, lại tập trung rất nhiều mạch máu nên phẫu thuật rất phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng. Nhưng nếu để thì cũng nguy hiểm, có thể tiến triển thành ung thư, nên các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ phần khối u nặng tới 23kg nằm ở lưng và mông của bệnh nhân trước. Lượng dịch và lượng máu mà mất áng chừng trong cuộc mổ nó cũng lên đến hơn 5 lít máu, và bệnh nhân cũng đã phải truyền lại một cái lượng tương đương như thế để làm sao mà giữ được cái ổn định và cái huyết động. Thì cái khối u và trụ cầu hồng tử thì cái u nó to đến nỗi là không đưa nổi qua cái lồng chụp. Thì trong mổ chúng tôi đã phải phối hợp đưa hẳn một cái máy siêu âm lên trên phòng mổ và mổ đến đâu là tôi soi đến đấy luôn để tìm cái đường đi của cái dây thần kinh và làm sao mình tránh, mình chỉ lấy đến mức tối đa khối u nhưng mà phải giữ lại các cái thành phần thần kinh quan trọng cho bệnh nhân. Trong suốt hơn 8 tiếng, 10 phẫu thuật viên chia thành 3 kíp đã nỗ lực để cắt bỏ khối u bằng phương tiện hiện đại, dùng tới 2 dao siêu âm hàn mạch máu, dụng cụ chỉ dùng trong cắt gan. Ngoài ra còn hơn 20 nhân viên y tế phục vụ cho ca mổ. Sau 1 tháng, sức khỏe bệnh nhân có tiến triển, nhưng hiện còn đang phải theo dõi để tránh nhiễm trùng, tránh chảy máu, tránh suy đa tạng sau cuộc đại phẫu. Sau 3 đến 6 tháng nữa, nếu sức khỏe hồi phục tốt, các bác sĩ sẽ có kế hoạch phẫu thuật nốt khối u ở chân cho bệnh nhân. 23 năm qua, tại tỉnh An Giang có một lớp học tình thương, nơi dạy học cho hàng trăm trẻ em mồ côi, nghèo khó, không được đến trường ở vùng sông nước. Người đứng ra mở lớp học này là một thương binh. Ông dùng chính tiền lương hưu và chế độ hàng tháng của mình để chăm lo cho các em.
cuộc sống vùng sông nước. Nhiều em theo cha mẹ mưu sinh từ khi còn nhỏ. Mùa nước nổi lênh đênh theo những chiếc ghe, mùa nước cạn mới lên bờ. Nhiều em thất học, em mồ côi cả cha lẫn mẹ, em bố mẹ ly hôn, em lang thang lêu lổng. Ông ba thời đi tìm về những đứa trẻ như vậy. Nước lội thấp nhất là ngang đầu gối, cao nhất là ngang đôi quần. Lúc bấy giờ đó tôi cứ nghĩ là thôi đi, sao mà khổ quá. Khổ đến mức độ mình phải ngâm mình 4-5 tiếng đồng hồ dưới nước như thế này để đi vận động từng em như thế. Làm cái này để làm gì mà sao khổ thế nhỉ? Nhưng mà sao mình nghĩ, nếu mình không làm, ai làm? Gặp cái khó khăn mình tránh thì ai nhảy vô? Lớp học những ngày đầu tiên, nay khang trang từ sự giúp đỡ của cộng đồng. Ban đầu ông trực tiếp đứng lớp, sau có thêm các cô giáo đã nghỉ hưu hoặc những giáo viên tình nguyện. Lớp có tất cả các độ tuổi, các em học từ lớp 1 đến lớp 5. Có những học trò nghèo nay trở thành cô giáo đứng lớp dạy các em. Nhiều lần dạy mấy đứa là phải cố gắng học, mình không phải mình nghĩ mình nghèo mình không học, phải cố gắng học để học giỏi hơn. Có bé thì chưa gặp được ba mẹ, ước mơ chiếc ước mơ là có ước mơ một lần được gặp mẹ. Ước mơ của ông ba thời là sẽ mở một lớp dạy may cho các em và những phụ nữ trong xóm nghèo này. Ba con biết viết, biết chữ, biết ba con chưa biết gạch, nhà con không biết chữ. Con muốn học đây mãi luôn, con muốn học. Làm đến lúc nào đó, chân tôi không còn cho phép tôi đi nữa. Và sức khỏe tôi không còn cho phép tôi làm nữa, thì tôi cũng rất mong những người còn lại họ tiếp tục làm con đường như tôi để lo chăm lo cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu không có cái chỗ để học như thế này. Quý vị, nhờ vào công nghệ thực tế ảo, người dân và du khách có thể quay ngược trở lại quá khứ để tìm hiểu về lịch sử, vẻ đẹp kiến trúc và văn hóa Triều Nguyễn cách đây 200-300 năm. Đây là dự án mới được triển khai tại quần thể di tích Cố Đô Huế ngay trong kỳ Festival 2018 mang tên Trải nghiệm thực tế ảo, tìm Hoàng Cung đã mất. Chỉ mất 4 phút có thể khám phá mọi ngõ ngách của Hoàng Cung Huế xưa cách đây 200-300 năm. Cùng phi thuyền thực tế ảo thông qua phim kỹ thuật số và thiết bị công nghệ. Ngay trong ngày đầu ra mắt, dịch vụ mới này thu hút đông đảo khách du lịch trải nghiệm. Du khách vừa bất ngờ, vừa thích thú. Đúng là như bay, cảm giác rất thật. Tôi biết đó chỉ là hình ảnh ảo thôi, nhưng khi bạn ngồi đó rồi, bay qua các mái nhà trong hoàng cung, bạn sẽ quên ngay thực tế ngoài kia. Đó chỉ là một phần trong loạt sản phẩm công nghệ thực tế ảo bắt đầu được ứng dụng trong dự án mang tên Đi tìm Hoàng Cung đã mất tại Trung tâm Thông tin Diễn giải Lịch sử Hoàng Thành Huế và Trải nghiệm thực tế ảo vừa khánh thành tại Đại Nội Huế. Trước mắt, bốn loại hình đưa vào hoạt động là phi thuyền thực tế ảo bay trong không gian qua các cung điện, kính viễn vọng ngắm toàn cảnh Hoàng Thành Huế, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc trong quá khứ với các cột hải đăng và thực tế ảo làng Khải Định. Nhiều công trình đã biến mất hoàn toàn, nhưng khi chúng ta đeo kính chúng ta nhìn đó thì tất cả công trình đó sẽ hiện lên ngay trước mắt chúng ta. Thì đó là một cái cách khám phá rất là thú vị và thông qua đó là cung cấp thêm một cái dịch vụ mới. Và như vậy thì đối với khu di sản Huế thì từng bước chúng tôi sẽ làm phong phú, đa dạng các hình thức sản phẩm, trong đó các sản phẩm về mặt công nghệ như thế này để cho Huế thực sự là một cái điểm đến hấp dẫn hơn đối với du khách. Đặc biệt với dự án xã hội hóa này, toàn bộ các công trình thuộc quần thể di tích Cố Đô Huế sẽ được số hóa và lưu trữ dữ liệu nhằm mục đích nghiên cứu, bảo tồn và trùng tu di sản trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.